Hôm nay ngày 14 tháng 3, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đối với tỉnh Hưng Yên, công tác cán bộ là một trong 3 khâu đột phá được đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện khâu đột phá này, trong nửa nhiệm kỳ qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng cùng ban tổ chức các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhiều nỗ lực đổi mới sáng tạo và đạt được những kết quả quan trọng mang tính chiến lược. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban tổ chức tỉnh ủy tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành 5 nghị quyết, 2 chỉ thị, 1 chương trình, 1 đề án và nhiều quy định quy chế, kế hoạch, thông báo để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó có những nghị quyết, chương trình, đề án mang tính chiến lược như xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ có năng lực uy tín, nổi trội, có tính chiến lược. Thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã không phải là người địa phương. Tham mưu việc giao chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên cho các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Sau nửa nhiệm kỳ, toàn tỉnh kết nạp được trên 3.000 đảng viên. Lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đạt trên 95%. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất với tỉnh ban hành các cái chính sách hỗ trợ đối với thôn và khu phố, cũng như là hỗ trợ đối với những người tham gia công tác ở thôn và khu phố, tăng cường cái điều kiện về cơ sở vật chất, ví dụ như hội trường, các cái thiết chế văn hóa ở thôn để đảm bảo cho cái hoạt động của chi bộ cũng như là hoạt động của dân cư. Trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất với tỉnh có chính sách tạo nguồn, rồi đào tạo, bồi dưỡng cái đội ngũ kế cận sát đúng với cái yêu cầu. Công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ sau, góp phần quan trọng trong chuẩn bị nguồn nhân sự cho hệ thống chính trị. Điều động luân chuyển 37 trường hợp diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, cơ bản hoàn thành các mục tiêu 3 nhóm nhiệm vụ về kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp các cơ quan hành chính sáp nhập thôn, giảm được 1 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 1 cơ quan thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, gần 60 chi cục phòng ban, tinh giản được trên 10% biên chế so với năm 2015, sáp nhập 38 thôn để thành lập 19 thôn mới. Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác, ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ tập trung tham mưu chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.